bỏ ra hơn 100 triệu. Bỏ ra hơn 100 triệu mà anh em đã có một cái chiếc xe 7 chỗ ngồi trang bị hộp số tự động. Đấy. Một chiếc xe sản xuất năm 2008 mà vừa mới đi khám về. Đấy. Nên là anh em yên tâm. Khám thì con này thì chả có cái lỗi gì cả. Với chả có lưng, chả có độ gì cả. Khám cái ra ngay. Đây là một mẫu xe 7 chỗ số tự động, vừa vặn, nhỏ gọn mà rất phù hợp với túi tiền của tất cả bà con, cũng như quý cô bác anh chị em nào muốn mua một chiếc xe 7 chỗ cái tầm tiền hơn 100 triệu, lại là số tự động. Vâng, xin kính thưa với quý anh chị khách hàng, ngày hôm nay thì ở đây Tuấn Anh đang có cho anh em mình một chiếc xe Chevrolet Vivante. Đây là một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi với cái form dáng cực kỳ nhỏ gọn để cho các bạn có thể mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì khá là ok cho mọi người. 11A01455. Nếu như anh em nào theo dõi kênh của em thì chắc rằng ở đây cũng là một cái chiếc xe mà cũng làm tương đối là lâu ở cửa hàng bên em rồi. Và bây giờ thì em đang cắt lỗ đi khoảng tầm 15 đến 20 triệu. Thực ra thì tạm thời em sẽ cắt lỗ cho bà con là 15 triệu. Trước đây em bán 175 triệu, bây giờ em bán 160 triệu đồng. Và còn bớt cho tất cả mọi người để mọi người có thể đến xem, trải nghiệm, giá nào cũng bán, giá nào cũng bán. Và đặc biệt thì con này em mới đăng kiểm xong. Đăng kiểm thì với những cái đời 2008 như thế này vẫn đăng kiểm 1 năm nhé các bạn nhé. Vẫn đăng kiểm 1 năm, còn khoảng tầm 5 lần đăng kiểm 1 năm nữa. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 4 năm 2024. Thực ra thì bỏ ra cái tầm tiền đâu đó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi, thì bà con có ba chị em đã có thể sở hữu ngay được một chiếc xe 7 chỗ ngồi cực kỳ chất lượng với cái khối động cơ 2.0 máy xăng. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng là 8 lít trên 100 km. Đấy. Ông nào mà nói máy 2.0 số tự động mà ăn tầm 6 lít đến 7 lít là nói phét. Con này nó phải ăn tầm 8 đến hơn 8 lít, 8 lít 2 đến 8 lít rưỡi, gọi là tầm 8 lít rưỡi quay đầu. Đó, một chiếc xe nó nhỏ gọn 2.0 nhưng nhỏ gọn. Trang bị hệ thống túi khí, hệ thống ABS đầy đủ, bản đủ số tự động máy 2.0. Một mẫu xe vừa là ok, rất là hợp lý cho tất cả mọi người nếu có nhu cầu mua về chạy để đi gia đình hay chạy dịch vụ. Và với đặc thù của cái dòng Vivante này thì hai cái cặp đèn của nó không phải là ố, không phải đen đâu, mà nó là đèn xám, đèn lâu ấy, đèn kiểu như đèn thâm ấy, đèn thâm nguyên bản nha anh em nhé, đèn thâm nguyên bản. Vì thế nên là không phải là xám hay là phải đánh bóng đâu, đánh bóng không sáng được, tại vì cái chất nhựa, chất pha của đèn này nó đèn xì rồi. Trang bị hệ thống la đăng đúc 4 bánh theo xe, này la đăng đúc là la đăng đúc nguyên bản, đã dán thẻ EPAC cộng với lại đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2024. Trước đây em bán 175 triệu và bây giờ em chỉ còn có 160 triệu đồng thôi. Trong khi đó thì vẫn bớt cho anh em, tóm lại là giá nào em cũng bán. Xe thì máy em vẫn đang để lỗ cực kỳ êm cho mọi người. Hệ thống lốp dép của nó cực kỳ ok, la đăng đúc 4 bánh theo xe, lốp dép cực kỳ đẹp cho mọi người. Tất cả hệ thống đèn của nó là thiết kế một kiểu rất là đặc biệt của dòng xe này. Anten rồi là giá lóc của nó là vẫn còn đầy đủ hết tàu xe các bạn nhé. Anten giá lóc vẫn đầy đủ hết tàu xe. Với một cái tầm tiền đâu đó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi, 160 triệu đồng, lốp dép còn rất là đẹp và cua lốp của nó không có vấn đề gì mục mọt. Anh em có thể nhìn thấy đây, cua lốp không có vấn đề gì mục mọt và lốp dép của nó cực kỳ ok cho mọi người. Và bên trong nội thất chiếc xe thì anh em có thể thấy được một bộ nội thất áo ghế bằng da nguyên bản theo xe, và có dán thêm hai cái phần gọi là phần ấy nhá, massage cầm cườm ấy. Đấy, người ta gọi là hạt cầm cườm. Đấy. Bà con ạ, rất là đẹp cho mọi người. Đấy. Căn chỉnh thu lại cho nó đẹp. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là ok. Đấy, với cái tầm tiền hơn 100 triệu này, nội thất của nó là ghế da nguyên bản này, nó có tí rách thôi, nhưng mà đây là ghế da nguyên bản nhá. Hàng này thì ghế da của nó trông như vậy thôi, nhưng mà nó nhăn như vậy thôi, nhưng mà ngồi rất là chất luôn. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe này, lưng hạ kính đầy đủ này. Đấy, máy đang để lỗ cực kỳ êm luôn, điều hòa mát. Đấy, tất cả này ốc bản đèn của nó này còn khá là đẹp. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ của nó rất là zin cho mọi người, keo chỉ zin cho mọi người. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo của nó là nguyên zin, không lỗi, không đâm va đâm xô tai nạn và không ngập nước bà con nhé, không đâm va đâm xô tai nạn và không ngập nước. Với một cái tầm tiền mà nó chỉ có hơn 100 triệu, sở hữu ngay được một chiếc xe số tự động 2008 các bạn thấy. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, rất là đơn giản này, các bạn thấy đây. Đấy, rất là ok. Đấy, các bạn thấy đây. Nó cực kỳ hợp lý và rất là đẹp. Cái nội thất của nó thì cực kỳ sang trọng. Hàng ghế thứ hai này anh em ngồi 3 cũng được, mà ngồi 2 thì rất thoải mái. Hàng ghế thứ hai thì thôi anh em ngồi lấy hai hàng ghế người trẻ con thôi.
chứ còn đâu thì người lớn thì ngồi nó hơi kích một tí. Tóm lại thì nó là một chiếc xe 5+2, 7 chỗ ngồi. Anh em có thể gập ghế sau và chở đồ thoải mái luôn. Khóa trẻ em đầy đủ hết nhá. Cột kèo là nguyên zin theo nhà máy sản xuất này. Cột kèo nguyên zin, xe đẹp không lỗi nữa. Keo chỉ zin, máy chất cực kỳ ổn định cho mọi người. Form dáng đẹp. Đó, tóm lại thì đây là một cái mẫu xe mà cực kỳ hợp lý để cho bà con có thể mua chiếc xe này. Em có điện thoại tí. Alo ạ. Một trăm bảy mươi triệu quay đầu mà số tự động á? Có á? 7 chỗ được không chị? 7 chỗ có được không? 7 chỗ nhỏ gọn có được không? 7 chỗ, xe 7 chỗ nhỏ gọn có được không? Vàng vàng em ra. Ok em gửi cho. Em đang quay nên là em tắt mạng đi. Chị đang ra rồi kìa. Thì đi ra cửa hàng đi. Có. Em đang review, đang quay con 160 triệu số tự động này, đang cắt lỗ này. Chị ra xem được em để cho nhá. Xe đẹp lắm. Đấy, một chiếc xe mà vớ vẩn quay xong tí chị gái ra lại mua luôn. Chị em bán được một con Model Y10 rồi, chị thích lắm, chị bảo ok rồi. Thích rồi, chị về chị dẫn người anh họ chị ra mua. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ghế thứ hai thì anh em ạ. Hàng ghế thứ ba này thì anh em ạ. Con này thì anh em có thể chở hai người học sinh thôi chứ không ấy được. Đấy. Nói chung là nó là một cái mẫu xe cũng tương đối là nhỏ gọn và rất là đẹp. Đấy, nội thất chiếc xe này, gầm bệ đó này, cực kỳ ok và rất là đẹp cho mọi người. Vậy thì bà con có bạn chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 và 0971255863. Một mẫu xe cực kỳ ok, thơm tho như mít luôn. Thơm tho như mít, cột kèo nguyên zin. Đây các bạn thấy đây. Rất là ổn định luôn cho mọi người. Máy chất gầm chắc, côn số ngọt, điều hòa mát, đăng kiểm dài. Đầu đài màn hình. Âm thanh nghe rất hay. Và tất cả nội thất của nó còn rất là nguyên zin. Rất là nguyên zin theo nhà máy này. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh ô tô Hải Phòng. Một mẫu xe Chevrolet Vivante 2008, trang bị hộp số tự động, máy 2.0, tư nhân chính chủ, biển Cao Bằng, với cái giá tiền chỉ có 160 triệu đồng thôi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết chiếc xe này, xem chất lượng của nó thế nào, có ổn định hay không, rồi chúng ta cùng xem nhé. Bên trong xe thì anh em thấy được hệ thống điều hòa khá là mát, 15 vạn, đó, xe chạy chuẩn 15 vạn, đó, chị gái lại gọi rồi. Alo ạ. Ok đây, để em quay xong em gửi luôn, em chụp em gửi luôn nhá. Đã, tất cả đều rất là đẹp này. Củ số của nó này, tất cả đều rất là ổn định cho mọi người. Đấy. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe này. Đấy. Tất cả hệ thống của nó còn rất là đẹp cho bà con. Rất là đẹp cho mọi người. Trần nỉ nguyên bản còn từ đầu và chưa có vết sơn. Đấy, tất cả hệ thống chắn mưa, đấy, cam hành trình, màn hình, đấy, nói chung là còn khá là đẹp đúng không ạ? Khá là đẹp cho mọi người. Điều hòa mát, đầu đài màn hình đầy đủ, còi to cho vượt. Và giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe này ra để kiểm tra xem máy của nó này. Máy của nó thì miễn bàn rồi. Miễn bàn rồi, khối động cơ 2.0. Miễn bàn về chất lượng cho bà con. Bây giờ chúng ta sẽ mở khoang máy ra. Rất là hợp lý cho mọi người này. Đây là phần khoang máy của chiếc xe. Xe được trang bị động cơ DTEC 2, DTEC 16V, máy lổ rất là êm. Đấy. Máy lổ cực kỳ êm cho mọi người. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người, không lỗi. Đấy. Không ngập nước. Tất nhiên thì máy 2008 thì đã qua căn chỉnh rồi. Và bình áp quy cũng khá là khỏe, để lâu cũng không hao điện. Và tất cả đầu răng, đầu riết của nó còn khá là ổn định cho mọi người. Với một cái tầm tiền mà nó chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu đồng, sở hữu ngay được một chiếc xe số tự động đời 2008, 7 chỗ ngồi như thế này thì em thấy là nó khá là hợp lý cho tất cả mọi người và bà con. 170 triệu đồng thôi,
quý khách hàng và quý bà con có anh chị em đã sở hữu được chiếc xe này. Cảm ơn tất cả mọi người và quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.